À, dạ vâng ạ, Alan Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến. Trong clip tiếp theo này thì Luân xin phép là sẽ xin được giới thiệu cực kỳ ngắn và sẽ test chất âm và sẽ báo giá cho các bác của anh em để mọi người tham khảo những đôi loa đẹp trắng như ngọc trinh, hàng bãi xịn đến thương hiệu của Đức. Tên sản phẩm là B3 Beta 3, mã sản phẩm là X12i. Những đôi loa rất mới các bác nhé. Đời rất mới ở những năm 2020. Và tí nữa sẽ quay nội thất trực tiếp cho các bác của anh em xem. Và đây là cái cơ hội cho các bác của anh em mua những đôi loa hàng bãi đẹp zin mới với giá cực kỳ là ưu đãi các bác nhá. Dành riêng cho những đôi loa B3X12i hàng bãi màu trắng chỉ có các bác nhá. Giá hôm nay để cho các bác của anh em chỉ có 15 triệu đồng các bác nhá. 15 triệu đồng một đôi. Mọi cái gì đó giới thiệu để sau em xin phép là test một đoạn nhạc được không các bác? Chỉ với một đôi loa B3X12i, cơ hội hiếm có các bác nhá. 15 triệu một đôi hàng bãi đẹp mới zin nguyên bản, giá trên tại cửa hàng các bác nhá. Xin mời. Thực tế anh em không, các bác lại bảo đánh cả súp đúng không ạ, xong lại ghép thêm cái này thế kia đúng không ạ. Đây là một chiếc này quá đẳng cấp các bạn. Những đôi loa rất nhiều anh em muốn sở hữu, còn giá hôm nay thì chắc chắn là anh em sẽ muốn sở hữu luôn rồi. Trắng như ngọc trinh, đẹp như gái 18, ok chưa ạ? Thực tế luôn các bác nhá. Một chiếc này, hai chiếc này, B3X12i. Ok, test nó cứ thực tế thế cho nó khoái đúng không các bác. Anh em liên hệ sớm nhá, thật nhanh. Anh em muốn ghép bộ, alo cho em. Ok không ạ? Các bác của anh em muốn ghép bộ, alo cho em. Em nói thật sự nhá, lô này mới lắm các bác. Ít khi gặp lắm, mới đét luôn. Phễu này đúng không ạ, bóng mút một luôn. Bát này đúng không ạ, bát 30 gân vải tẩm dầu mang giấy offer lõm. Em xin phép là mở cái loa tép ra đó nhá. 15 triệu đồng một đôi cho anh em chốt thật nhanh, và để đôi loa này nó cho ra được chất âm hay, các bác của anh em sẽ sở hữu và sử dụng những con đẩy có công suất ít nhất là 600W trên một kênh nội trở 8 ohm, còn có con nào 800 hoặc 1000W thì là đẳng cấp hơn đó nhá. 800 hoặc 1000W thì đánh sẽ hay hơn. Mới lắm các bác nhá. Đời này là 2020 đấy. Đấy chứ không phải đơn giản đâu ạ. Đây các bác nhá. Không mới trả lại tiền cho các bác của anh em luôn. Ok chưa ạ? Hai phân tần, đây là phân tần của loa bát. Em sẽ mở tiếp phân tần của loa check các bác nhá. Không mới không đẹp, tặng các bác luôn. Các bác có thể mua đây các bác nhá. Mọi người nhìn này. Từ những con ốc zin đét, chưa có dấu hiệu của cậy mở luôn. Nó phải như vậy các bạn. Ok chưa? 15 triệu thôi. Chỉ đôi màu trắng này các bác nhá. Giá này đã luật chưa? Không thể êm hơn được đúng không ạ? Chỉ có một từ đó là chất, đẹp, giá rẻ các bác nhá. Em muốn bán những đôi loa đẹp giá tốt cho các bác của anh em chơi Tết. Trắng như ngọc trinh, lõn nà như các em 18. Nhiều bác thích đôi này lắm các bạn. Đấy. Nhiều bác thích lắm. Bác nào đang có khoảng 12, 13 triệu thì cố lên lấy đôi này nhá, 15 triệu. Tiếng đánh như của bom, đúng không ạ? Bát đánh sâu như của bom. Chắc lịch các bạn. Đây, anh em cùng mọi người đánh giá. Đúng không ạ? Em nói thật sự các bác không một từ chê. Bát 30 từ 17, đúng không ạ? Coi 76, xương nhôm đúc nguyên khối và sơn sân sần. Đó, gân vải tẩm dầu bên trong là màu vàng, bên ngoài là màu đen các bác nhá. Đẹp xuất sắc, không tì vết, không có điểm chê. Và đây chính là phân tần. Đây nhá các bác nhá, đây chính là phân tần của loa check. Đây anh em xem. Đó, bông tiêu âm vẫn còn đen cườm các bác này. Đấy, bông tiêu âm đen cườm luôn. Hai phân tần nhá. Phải thật nhanh các bác nhá, liên hệ cho em thật nhanh. Em có hai đôi loa đúng không ạ? Em có hai đôi loa. Xin lỗi các bác, em có ba đôi loa DC. Em quay trong buổi trưa ngày hôm nay bán một đôi rồi các bác nhá. Đấy, và buổi chiều em quay những đôi loa B3X12i nên anh em chốt sớm.
sẽ được sở hữu những đôi loa. Em bảo hành cho các bác là loa đẹp xuất sắc, mới zin nguyên bản, chưa sửa chữa các bác nhá. Đó, B3X12i. Hãy gọi điện cho em để em tư vấn ghép bộ, hoặc là các bác của anh em có thể mua đôi loa. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Em xin được gửi lời chào nhé. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.